Phỏng vấn nóng vụ khách tiệp giữa Tâm Bảo, tôi nghĩ mình sai. Đáng nhẽ những ngày đầu về nước tôi không nên gặp ai. Tôi thật sự mất bình tĩnh trong mấy tiếng chiều nay vì quá nhiều thông tin tiêu cực về tôi. Dù vậy hiện tại tinh thần tôi đã ổn định, vụ khách tiệp chia sẻ. Vụ khách tiệp là người nổi tiếng tiếp theo của Việt Nam phải cách ly tập trung vì dịch Covid-19 sau khi tham gia chuỗi sự kiện Milan Fashion Week thu đông 2020 tại Ý. Tuy nhiên, vào chiều vừa qua, một clip phỏng vấn được chia sẻ cho thấy sự mất bình tĩnh của Bầu Ngọc Trinh tại khu tập trung Cát Lái, khẳng định ở nơi cách ly quá ngột ngạt, clip nhanh chóng tạo nên sự thu hút bàn tán của dân mạng, đa số không ủng hộ thái độ của ông bầu này. Nhanh chóng, chúng tôi kết nối Vũ Khắc Tiệp để có những phản hồi về sự việc. Chào Vũ Khắc Tiệp, hiện tại anh đã bình tâm lại chưa? Tôi thực sự mất bình tĩnh trong mấy tiếng vừa qua vì quá nhiều thông tin tiêu cực về mình, dù vậy hiện tại tinh thần tôi đã ổn định. Những phát ngôn của anh Tiệp trong clip đang bị phản ứng, anh có thể nói rõ hơn. Tối qua tôi được yêu cầu di chuyển vào khu tập trung xét nghiệm, trong vòng 24 tiếng sẽ có kết quả và được đi về nhà. Khi tôi ngỏ ý muốn cách ly tại nhà đến sáng, vì trời đã khuya, họ không đồng ý và tôi vào ngay trong khu tập trung. Ở đây tôi nằm một mình, đến 10 giờ sáng nay vẫn chưa được xét nghiệm. Tại khu cách ly có nhiều người ghi hình tôi, lúc đó được thông báo là để làm tư liệu, nhưng sau đó tôi mới biết là phóng viên, tôi rất bức xúc, không muốn nói chuyện, họ toàn đưa thông tin sai sự thật. Họ hỏi tôi về cảm nhận thì thực sự lúc đó chẳng có gì để cảm nhận cả. Từ sáng hôm qua tới giờ chỉ gặp mỗi một người thì làm sao mà cảm nhận được. Trong clip tôi có nói rằng quá ngột ngạt, không phải tôi chơi nơi này, nhưng nhiệt độ ở đây quá cao khiến tôi khó thở, cả đêm tôi không ngủ được. Thông tin được đưa lên khá xa, theo anh điều gì mới là sự thật? Clip phỏng vấn đó hoàn toàn không có sự đồng ý của tôi, đó chỉ là đoạn hội thoại của tôi và bác sĩ. Tôi nói rằng nếu không cho tôi xét nghiệm tôi sẽ viết lên Facebook vì đã hết ngày rồi. Gọi tôi lên để xét nghiệm nhưng lại bắt tôi phỏng vấn. Đoạn clip đó chắc chắn dài suốt một tiếng nhưng họ chỉ cắt ghép còn lại vài phút. Họ đã làm quá nhiều điều tiêu cực về tôi. Bây giờ tôi có nói gì mọi người cũng không tin. Trong clip tôi nói ngột ngạt vì nếu âm tính tôi phải được về, còn dương tính tôi cần đến để chữa bệnh, chứ không phải ngồi đó và phỏng vấn. Việc phỏng vấn khiến tôi vô cùng bức xúc. Việc ngủ ở đây nóng đến không ngủ được. Tôi chỉ mong dậy sớm để được xét nghiệm mà lại đưa tôi đi phỏng vấn. Vậy còn hình ảnh mọi người lan truyền trên mạng cho rằng anh chạy lung tung trong thời gian cách ly. Hình ảnh tôi đi ra ngoài đó không phải là thời gian cách ly. Trong ngày 25, chưa có lệnh cách ly với người châu Âu nên tôi đã đi ra ngoài. Sau đó tôi cũng có gặp một vài người bạn trong ngày 28. Mãi đến khi thấy Châu Bùi bị cách ly tôi mới bắt đầu ký biên bản cách ly và không đi ra ngoài nữa. Toàn dân đang chống dịch là người nổi tiếng, hẳn anh hiểu rõ tầm ảnh hưởng của mình. Anh có muốn chia sẻ gì thêm về việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh? Tôi nghĩ mình sai khi chưa có lệnh cách ly, đáng nhẽ những ngày đầu về nước tôi không nên gặp ai. Do đó khi có lệnh cách ly tôi ở nhà và cầu mong 14 ngày qua và không bị làm sao, chứ trường hợp xấu tôi nghĩ mình sẽ ân hận lắm. Nên câu hỏi này tôi nghĩ mình không trả lời được, vì tôi cũng chưa thực sự nghiêm túc với bản thân thì làm sao đi khuyên người khác được. Chỉ mong đại dịch trôi qua nhanh và mọi thứ trở lại bình yên đối với mọi người. Giờ mọi người nói nghĩ sao cũng được, tôi chỉ mong mình không bị virus và không ảnh hưởng đến ai. Đó là điều tôi mong mỏi nhất bây giờ. Nhưng đây tôi cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc cho tôi. Vừa qua họ đã rất nhiệt tình.